Chào mọi người nhá. Ôi, mình lại đi chăn trâu qua đồi sim này. Bên dưới kia là đồi hồi. Đây. Trời ơi, mẹ. Một nửa mùa, một nửa muốn mưa luôn. Rất là nóng nực. Rất nhiều hoa nhá. Đồi hoa sim này. Bây giờ thì mình đi kiếm cành cây khô, cây phân xanh để tí đi nhóm lửa cháy. Trời sáng nay vừa mưa xong. Đây. Trời vừa mưa kiểu này đi vào rừng thì rất là nhiều muỗi nên là phải đem theo bật lửa, không là bị cắn ra sưng cả người luôn. Đây các bạn, trong mình thì đi nhanh quá nên là mình phải đi vào đây trước để đón nó, không là nó chạy. Ở bên dưới bìa rừng này có ruộng người ta ở dưới đây, ruộng vườn người ta. Đồi xịn luôn. Đây, đây là rừng hồi nhá. Đường này ở dưới đây là cái lều bị bỏ hoang. Rừng này thì khá là rộng, nhiều cỏ nên là trâu cũng phải đón đầu nó mới ở. Đây. Cái lều bỏ hoang này. Đường rất là trơn trượt. Đi vào rừng trời mưa này cẩn thận không bị ngã. Mình sẽ để đây, tí nữa mình sẽ nhóm bếp ở đây nhé. Đây là cái rừng sao. Mình sẽ đi xung quanh một vòng cho các bạn xem. Đây. Còn có cây chuối nha. Nhưng mà nó bị lỗi rồi. Mình sẽ đặt điện thoại đây. Không được. Mình định đấy thôi, một lúc mình sẽ quay lại. Bây giờ mình đi ra xem mà trâu mình đâu. À đây, cho các bạn xem đây. Cái hoa hồi, đây là hoa hồi nhé. Bây giờ mình sẽ quay lại. Rất nhiều cây. Cây mỗi cây phải hơn tuổi mình. Hơn chắc phải tầm 2-30 năm. Bởi vì trồng cây to như này
không biết là từ đời đời ông cụ ông kỵ của mình luôn đấy. Đây rất là rộng. Mình sẽ ra đón đoàn trâu và lấy vật lửa về để nhóm biết mới được không mới nó chết cho không gọi được đấy nha các bạn. Đây hồi đây này rồi. Bên mé bên này là núi, bên sườn núi thôi. Đây. Đây là mình. Quay lại nhé, nhiều mối vậy. Mình cho các bạn xem, đây là hồi nhé. Đây, rừng này chắc cây này sai nhiều nhất cơ. Bây giờ mình sẽ quay trở lại, ông Châu mình đi đâu? Các bạn có biết cây này là cây gì không? Mình cũng không biết là cây này là cây gì nha. Nếu mà các bạn biết thì các bạn để lại ở dưới phần bình luận nhé. Cây bưởi mọc hoang này. Đây là quả đường rất là lầy lội. Các bạn có thấy bên kia không? Cái đều đều dê này.